chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ra vườn ổi của nhà mình nha. Đây là cái cây ổi của nhà mình được khoảng 7-8 tháng rồi nha. Đây, trái nhiều lắm mà mình đang bọc nè. Mới khoảng 8 tháng đó mà trái quá trời. Đây nè, mình đang bọc nhiều trái luôn. Tinh tinh tinh, đây trái này nó đang ấy nè. Bông, bông quá trời bông luôn. Đó. Đây, bự lắm rồi. Đây, thêm một cây nữa các bạn thấy không? Có trái luôn nha các bạn, mà mình chưa có bọc để lên rảnh mình ra mình bọc. Nè, có trái luôn rồi nè. Đó. Không sai lắm luôn. Trái quá trời luôn. Bông đó nghe mà. Đó. Thấy không? Đây thêm một cây nữa nè các bạn ơi. Mình trồng nhiều lắm nha, mình trồng tới mấy chục cây đó. Đây. Cây ổi trái quá trời luôn rồi. Đó, mình thấy không? Nha. Mình đang bọc nè. Đây. Nó lụm có vậy mà nó có trái rồi đó. Mình ngắt đọt thường xuyên nha các bạn. Nó lú hơi hơi gì là mình ngắt rồi đó. Đang mình o cái tàn cho nó tròn. Ngắt đọt nó mới có trái. Cái ổi này tính ra khoảng 5 tháng. Kìa, thì dài bên kia đó. Nhưng mà nó cũng có trái luôn rồi nha. Đó, mình cũng bọc hết trơn à. Qua đây. Nè. Ôi, ở đây có trái bự rồi nè. Mình chưa có bọc, sợ sâu quá. Đây. Đó, nếu mình bọc là mình phải bẻ cái đuôi này là các bạn ơi. Đang ghi cho nó mau lớn. Đó. Còn cái bông này mà mình không có để hết đâu. Mình lẫy hai bông hai bên, còn bông chính giữa là cho nó bự trái nha các bạn. Đó. Còn mình á ngắt đọt thường xuyên lắm. Nó ra từ từ đây lên tới đây là mình ngắt đọt rồi nè. Mình o cái tàn cho nó tròn nha các bạn. Mình không có muốn cho nó cao đâu. Cao mình khó bẻ, mình khó bọc á. Đây mình cũng ngắt luôn nè. Thấy chưa? Tên tên. Các bạn thấy cưng không? Mình thích trồng cây đúng không các bạn? Đây thêm một cây nữa nè. Trái này cũng bự rồi nè, mình hôm bữa mình bọc rồi nè. Đó thấy không? Đó, trái nó bự rồi đó. Bên đây nè. Ô, trái này mình quên bọc rồi. Các bạn có bọc các bạn gỡ bẻ mấy cái này nè cho nó mau lớn các bạn. Đây cái đọt nó cao nè, mình ngắt nghe. Mình muốn cho cái tàn nó tròn chứ mình không có muốn cho nó cao nha các bạn. Mình đang o cái tàn đó. Thấy trái các bạn thấy chưa? Trái rồi nè. Bẻ này nè. Bẻ cái này xong rồi mình phải bọc nha. Vườn ổi nhà mình nha các bạn. Mình trồng chỉ có mấy chục cây thôi. Qua đây nữa này. Đây thêm một cây ổi nữa là đó. Các bạn thấy nó ra bông không? Bông nhiều lắm luôn. Đó, trái nè. Đó. Trái bông nó lùng. Nó lùng gì mà trái bông quá trời luôn. Đây nè. Không ra mình cũng đang bọc. Đây nó có quả. Đó, trái để mình bọc nè. Có quá kiến đó mà thấy không? Vườn ổi mình trồng khoảng vài chục cây thôi bạn ơi. Đó, tham quan vườn ổi nhà mình nha các bạn. Nhớ bấm like, đăng ký kênh, nhấn chuông để
khi có video mới các bạn đón xem nha các bạn. Nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nha, ủng hộ mình nha. Đây cái tược nó dài nè, bắt đầu mình ngắt ngang nha các bạn. Ngắt ngang là nó sẽ có bông, ngắt ngang là nó sẽ có bông. Thấy không? Ngắt ngang cái tược cái là nó có bông. Ổi này dễ trồng các bạn ơi, ai trồng cũng được. Mình lấy cái gì đó, hồng lên bịch đó các bạn thấy không, trồng cái ổi kế bên nhà luôn. Đây là thằng con trai của mình nè, xin chào các bạn đi con, mới ngủ vậy hả? Dạ. Rồi.